bao điều để ngày mai vươn tới những vì sao. Ước mơ của mẹ ngập tràn khát khao rồi mai đây đi xây dựng đất nước. Ước mơ của mẹ. Trở thành đầu bếp, được chế biến và nấu những món ăn ngon, mang niềm vui đến cho mọi người là một nghề thật thú vị, phải không nào các bạn? Nhưng liệu nghề đầu bếp có giống như hình dung của các bạn nhỏ không nhỉ? Trong chương trình Ước mơ của bé tuần này, có hai bạn nhỏ sẽ có cơ hội thử sức mình với nghề đầu bếp đấy. Chúng ta hãy cùng làm quen nào! Xin chào tất cả các bạn! Tớ tên là Trần Vũ Bảo Linh, năm nay tớ 8 tuổi. Tớ học lớp 21 trường tiểu học Vĩnh Tuy. Ở nhà, bố mẹ hay gọi tớ là Hớn. Sở thích của tớ là được ngủ, ăn kem và đọc sách. Ở nhà tớ có một em gái tên là Mao. Lớn lên tớ muốn trở thành một đầu bếp nổi tiếng để nấu những món ăn ngon cho gia đình tớ ăn. Xào mình phải cắt vát vát như này. Xin chào tất cả các bạn, tớ đây là Nguyễn Minh Hoàng. Ở nhà bố mẹ ông bà tớ gọi là Bo. Tớ học trường tiểu học Quang Trung, học lớp 1G. Sở thích của tớ là ăn kem và xem hoạt hình. Tớ lên tớ vẫn thành người đầu bếp thật giỏi. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt với hai bạn Hớn và Bo. Các bạn ý rất hứng khởi vì được trở thành những đầu bếp thực thụ đấy. Thế à chú? Chú chào các cháu. Chú xin giới thiệu các cháu, chú là bếp trưởng Trương Công Lệ. Và chú rất vui là được làm quen với các cháu hôm nay. Theo như nhiệm vụ được giao thì chú cháu mình sẽ trở thành một cái tổ bếp. Bây giờ là các cháu sẽ được giao nhiệm vụ là đi ra chợ chọn những cái nguyên liệu ngon nhất và đem về để mình làm cái món ăn hôm nay. Đấy là món bún nem rán. Bây giờ là chú sẽ đọc tên các cái nguyên liệu mà các cháu cần phải mua. Các cháu sẽ được giao nhiệm vụ rằng là trong một tiếng đồng hồ các cháu ra chợ và mua đủ cho chú cái số lượng đó. Trước tiên là 400g thịt nạc lai. Chà, chú bếp trưởng giao nhiệm vụ khó quá. Bao nhiêu là nguyên liệu cần phải mua mà chỉ được có một tiếng đồng hồ thôi. Con thấy chú Lệ đọc nhiều như thế mà con lại viết chậm, chắc là con không muốn được hết ạ. Tại vì chú Lệ nói nhiều quá nên con không nhớ được ạ. Bây giờ thì chú sẽ giao cho các cháu rằng là 250.000 đồng. Tất nhiên là các cháu sẽ phải ra chợ là mặc cả này, mua đủ số lượng này, và có tiền thừa thì phải mang trở về, nhớ chưa? Đây, Linh sẽ cầm lấy 250.000. Con cầm số tiền lớn như thế này con sợ mất lắm ạ. Bởi vậy cho nên vừa đổ bộ xuống chợ là Hớn và Bo vội vàng tranh thủ đi tìm mua ngay những nguyên liệu theo danh sách. À, một củ thu hào ạ. Dạ. Cô vào bán cho cháu củ thu hào kìa. Ở đây, cháu ra đây. Hớn xem ra có vẻ khá thành thạo trong việc đi chợ. Còn anh chàng Bo thì chỉ làm nhiệm vụ đi theo chị Hớn để xách đồ thôi. Em đánh dấu vào cho. Đánh dấu mua củ thu hào vào đi. À, xem ra hai chị em rất là cẩn thận. Cứ mua xong một thứ gì là Hớn lại nhắc Bo đánh dấu ngay vào sổ. Đi ra đi. Không, ba lấy tiền giả lại đâu. Còn gì nữa? Cẩn thận thì tốt thật đấy. Nhưng cứ theo thứ tự danh sách như thế, nên lẽ ra có thể mua được nhiều thứ tại cùng một cửa hàng, thì Hớn và Bo phải đi tìm ở rất nhiều cửa hàng khác nhau. Thế này liệu có kịp thời gian không nhỉ? Xin ba tiền à? Cảm ơn. Cố mua đủ các thứ thật nhanh, Hớn và Bò quên béng việc lựa chọn và mặc cả.
nguyên liệu tươi ngon cũng có vai trò quyết định tới thành công của món ăn đấy. Thế nên với người đầu bếp, khi đi chợ luôn rất cẩn thận trong việc lựa chọn nguyên liệu. Mọi thứ đều phải tươi này, ngon và đảm bảo an toàn vệ sinh nữa. Đừng bẩn thế. Đừng lại bẩn đấy. Chắc là mua chai nước mắm á. Và để lựa chọn được nguyên liệu tốt nhất, người đầu bếp còn phải có bí quyết riêng của mình nữa. Có lẽ chú bếp trưởng chưa kịp truyền thụ nên chị em hớn và bò cứ thấy là mua, chẳng chọn lựa gì cả. À, mà còn quên không mặc cả nữa chứ. Nhưng may là mọi người bán hàng không ai bán đắt cho hai bạn nhỏ cả, thậm chí còn cho không lấy tiền nữa cơ. Tiết kiệm chi phí, sử dụng tiền mua nguyên liệu hợp lý cũng là một yêu cầu cần có với người đầu bếp nữa đấy. Mấy quả? Chắc là 2 quả. Cho cháu mỡ rau thơm ạ. Cho cháu 2 quả chanh ạ. Xe máy. Ơ, sai đường rồi. Thôi dài. Lại phải đi về. Con phải cái gì đây? Gói hạt tiêu nữa. Hạt tiêu bên kia. Đi về thôi, hết rồi. Hết rồi, con phải mua gì nữa hả chị? Rồi còn thiếu cái gì nữa không? Xong hết rồi. Yeah. Cuối cùng thì cũng xong rồi, tìm đường về thôi. À, đi đường này. Thì như thế. Ừ đúng rồi, vì chỗ này là chỗ bọn mình rẽ ra chỗ này mà. Nhưng đúng lúc này thì Hớn và Bo lại nảy sinh mâu thuẫn. Hết đường ra chỗ này. Au, rơi rồi. Đấy, ai bảo em và chị thấy nặng quá cơ. Em xem cái cho mắm cho. Cũng chỉ vì anh chàng Bo láo táo hậu động nhưng lại lười chẳng chịu xách đồ hộ chị Hớn cả, đã thế lại còn lý sự cùn nữa chứ. Sao em chạy đi trước nhá, em không giúp chị gì cả. Thế là em không nhìn thấy chị ấy chứ. Cháu làm rơi đồ em Bo, em ý không nhận hộ cháu mà em còn chạy đi. Em Bo, em ý không giúp cháu được cái ghét được gì luôn. Tại vì trời nặng lắm, ta thấy cả mồ hôi. Rất may là hai chị em đã sớm làm lành. Phải đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ chứ. À, xin chào các cháu. Bây giờ thì nhanh chóng trở về báo cáo với chú bếp trưởng thôi. À, các cháu mua đủ hết những cái thứ chú yêu cầu chưa? Thế lúc ra chợ thì có mặc cả với lại mấy bác bán hàng không? Ôi, sao hành lại nát bếp ra thế này? Để mấy cái kia lên nó bị nát. À, thế à? Thế thì lần sau khi mà đi chợ nhớ là những cái nào mà nó mềm á thì các cháu phải để lên trên nữa chưa? Thế bánh đa nem thì ở đâu rồi? Thế bây giờ mình cuốn nem bằng cái gì đây? Bây giờ thì chú sẽ hướng dẫn cho hai cháu. Chú làm thì các cháu để ý này nhá. Mọi thứ đều đủ cả rồi, bắt đầu chế biến nào. Hai đầu bếp tí hon dưới sự chỉ đạo của chú bếp trưởng bắt đầu tay giao tay thớt. Với mỗi người đầu bếp, các dụng cụ làm bếp giữ vai trò rất quan trọng đấy các bạn ạ. Mỗi dụng cụ có một công dụng khác nhau, sử dụng thành thạo các dụng cụ đó sẽ giúp cho đầu bếp vừa rút ngắn được thời gian chế biến, vừa chế biến nguyên liệu được theo ý mình nữa. Phải trộn đều các thứ với nhau làm gì nhỉ? Trước đây, Hớn và Bo ít để ý đến việc này, chỉ biết măm măm thôi. Nhưng được chú bếp trưởng chỉ bảo, hai bạn đã hiểu rằng mỗi thứ nguyên liệu, mỗi thực phẩm lại có mùi vị khác nhau. Đem chế biến và kết hợp chúng lại sẽ tạo ra những hương vị đặc biệt. Người đầu bếp giỏi phải là người biết tìm tòi này, biết kết hợp những nguyên liệu khác nhau để trở thành một món ăn ngon hơn, độc đáo hơn.
giữ cho hai cái mép nem này nó chặt vào, nó căng lên, thấy chưa? Xong đấy này, cháu gập một bên này vào này. Hơn ơi, người đầu bếp cần phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất trong mỗi món ăn. Ví dụ như pha nước chấm chẳng hạn này, người đầu bếp phải chú ý kết hợp hài hòa và đủ các vị chua, cay, mặn, ngọt. Điều đó đòi hỏi làm đầu bếp vừa phải sáng tạo, vừa phải rất tập trung, tinh tế và am hiểu rõ về tính chất của các nguyên liệu. Con thấy nước chấm của con là rất ngon ạ. Nước mắm của con hơi bị cay cay ạ. Bây giờ thì chú sẽ đặt cái nem vào, được chưa? Bây giờ mình hạ nhỏ lửa đi một chút, nhớ chưa? Thì cháu cũng nên nhớ rằng là những cái nem mà khi cháu cuốn càng tròn đẹp, càng ở đấy, cái này nó bị ướt quá rồi, nhớ chưa? Lần sau cái này là phải rút kinh nghiệm nhá. Thì cho vào để cho nó hơi cứng cái vỏ một chút, mình hãy lật. Xong đấy cứng vỏ thì lật, thấy chưa? Rán thịt thì nó dễ hơn rán nem ạ. Con thấy rán nem là khó ạ, tại vì nó cứ búng vào mặt ạ. May là con bé kịp, chứ nếu không là mặt luôn mắt kính con. Sau bao công sức và cố gắng, cuối cùng những chiếc nem, thành quả của buổi làm bếp ngày hôm nay đã được bày lên bàn rồi. Đây cũng là lúc Hớn và Bo hồi hộp chờ nghe nhận xét của chú bếp trưởng và một vị khách rất đặc biệt đấy. Hôm nay đến với nhà hàng chúng tôi thì có một vị khách mời rất là đặc biệt. Đấy là bố của cháu Linh, một trong hai đầu bếp nhí đã thể hiện tài năng hôm nay. Từ hai bên em thì tôi nghĩ là bên này cái vị nem thơm hơn. Thực ra thì cái nem bên này thì bạn Linh, bạn ấy thao tác rất là nhanh, cho nên là cái lúc mà để cái vỏ nem lên cái khăn ẩm thì nó chưa kịp bị ướt á, thì bạn đã cuốn xong nem, nhưng mà do Hoàng thì thao tác hơi chậm nên là nó bị ướt. Là chính vì vậy khi mà mình đưa vào mình rán thì nó không được chặt như ban đầu. Vâng, chính vì thế cho nên là cái phần nổi trội nó vẫn thuộc về bạn Linh. Xin chúc mừng Hớn và có lời chia sẻ với bạn Bo. Nhưng Bo ơi, cũng đừng buồn nhé. Để trở thành những đầu bếp thực thụ, các bạn còn nhiều thời gian để học hỏi và cố gắng nữa mà. Con thấy nghề đầu bếp khó. Làm đầu bếp cũng dễ nhưng mà hơi khó. Chúc tất cả các cháu sẽ sớm đạt được cái giấc mơ trở thành những đầu bếp thực thụ trong tương lai.